Chúng ta sẽ đến với một ví dụ như thế này, đó là bây giờ thầy Duy có một dung dịch sắt 3 cloro, sắt 3 cloro. Được chưa? Thầy Duy sẽ kẹp ở trên cái giá đỡ như thế này. Thầy Duy có một mẩu natri chúng ta đã xử lý rồi. Có nhớ natri xử lý như thế nào không? Đấy. Thầy Duy nhắc lại một chút nhá, là khi chúng ta lấy natri được bảo quản ở trong dầu hỏa ra này, bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng giấy khô, giấy thấm khô thấm xung quanh cái mẩu natri đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng mũi dao, mũi kéo để vát các cái bề mặt xung quanh mẩu natri đó để lộ cái phần natri bên trong ra, thì khi đó phản ứng của chúng ta sẽ xảy ra rất là đẹp và nó khá là dễ nhìn. Vậy xem nhá. Đấy. Và một cái điểm nữa đặc biệt lưu ý là riêng với kim loại kiềm thì chúng ta không được tham hóa chất. Không được tham hóa chất. Có nhiều bạn học sinh là chúng thầy Duy biết được rằng là cái thực tế của chúng ta ấy là hầu như các phần lý thuyết của chúng ta là được học ở trên lớp này, thậm chí thực hành có nhiều nơi là cũng học ở trên lớp. Thế thì tuy nhiên là vì cái tâm lý đó nên là có nhiều bạn là khi được vào phòng thực hành làm một thí nghiệm, nó lấy các bạn cứ lấy rất là nhiều các hóa chất không tuân thủ theo những cái quy định của giáo viên, và như vậy rất có thể có nguy cơ là ảnh hưởng và gây nguy hiểm đến cho cá nhân của bạn và cũng như cá nhân của các người khác. Do vậy chúng ta lưu ý nhé. Với cái trường hợp kim loại kiềm mà chúng ta làm thí nghiệm ấy, cái lượng hóa chất chúng ta lấy nó vừa đủ thôi, và thông thường các thầy cô hay lấy là chỉ cần một hạt đỗ đen thôi, đúng không? Chỉ cần một hạt đỗ thôi là phản ứng đã xảy ra được rồi và hiện tượng cũng quan sát được khá là nhanh và dễ dàng. Chúng ta lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho natri vào, cho natri vào. Thế thì đầu tiên nó cho natri vào như vậy thì natri sẽ tan ở trong dung dịch và gì nhỉ? Tan trong dung dịch và tạo thành môi trường kiềm. Tan trong dung dịch này và tạo thành môi trường kiềm. Được chưa nhỉ? Đấy. Và giai đoạn 2 của chúng ta đó là cái ion OH trừ sinh ra ấy, ion OH trừ sinh ra ở đây nó sẽ phản ứng được với ion sắt 3 ở trong dung dịch. Đấy, và tạo thành ở đây sẽ tạo thành kết tủa. Đấy, tạo thành kết tủa nhá. Chúng ta có nhìn thấy các cái vẩy màu đỏ nâu không ạ? Đó chính là các kết tủa sắt 3 hydroxit đấy. Được chưa? Đấy, chúng ta trải qua một số cái phương trình như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ có phương trình nhá. Giai đoạn đầu tiên này. Natri khi mà thầy cho phản ứng với nước tạo thành ở đây sẽ là natri hydroxit. Được chưa? Và cộng với hiro. Cân bằng 1 phần 2 hiro như này. Được chưa? Sau phản ứng này xong thì cái natri hydroxit này sẽ phản ứng với sắt 3 cloro để tạo thành phân tử sắt 3 hydroxit.